có lẽ cô gái này là fan hâm mộ của dạ mị nghe người phụ nữ nói như vậy gương mặt đỏ bừng lên cũng không biết là tức giận hay là nghẹn cô gái cầm một tờ giấy chạy đến trước mặt dạ mị giọng nói rất thấp giống như nghẹn ngào anh ơi anh có thể cho em xin chữ ký được không dạ mị vốn là một người rất dịu dàng cũng rất tốt với fan hâm mộ của mình cho nên cũng không từ chối yêu cầu của cô gái ký tên của hắn lên giấy còn vẽ một biểu cảm đáng yêu nữa cảm ơn anh em rất thích anh cô gái vì căng thẳng mà giọng nói cũng run rẩy cảm ơn cô gái hít hít mũi vô cùng đáng thương hỏi anh thật sự đang yêu đương sao dạ mị thật đúng là rất khó trả lời câu hỏi này quan hệ của hắn và sơ tranh hoàn toàn không tính là yêu đương nhưng phải giải thích thế nào tôi đúng dạ mị đột nhiên quay đầu lại chẳng biết sơ tranh đứng ở phía sau hắn không xa từ khi nào, hai tay đút túi nhìn họ. Cô nói, chúng tôi đang yêu nhau. Biểu cảm trên mặt cô gái cứng lại, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt. Thu, Tổng, dạ mị cũng bị dọa sợ, cô đang nói gì vậy? Có lẽ cô gái không chịu được loại đà kích này, khóc lên một tiếng, ôm mặt chạy ra ngoài cửa. Cô gái ấy rất xinh đẹp, lại rất có khí chất nữa. Hu 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 cũng không tìm được lý do mà nói cô ấy không xứng đáng với anh mình. Hu hu hu, càng đau lòng hơn. Cô gái chưa chạy được bao xa thì đã bị người ta chặn lại, vẻ mặt hung thần ác sát dọa cho cô gái vội nghẹn nước mắt lại trong hốc mắt, run lẩy bẩy. Thu tổng, dạ mị nuốt một ngụm nước bọt, lời vừa rồi ngài nói, là thật lòng sao, sơ tranh mặt lạnh lùng, tôi từng nói đùa bao giờ chưa. Dạ mị giống như bị kinh hỉ từ trên trời giáng xuống đập cho, hồi lâu sau cũng không có phản ứng dạ mị ngồi trên ghế sơ tranh hơi cúi người hôn lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước anh không đồng ý sao dạ mị chớp mắt tiêu cự hội tụ trên người trước mặt lông mi dài khe khẽ run rẩy tạo nên một cái bóng nho nhỏ trên làn da trắng nõn tôi có thể chứ đương nhiên chỉ có anh có thể dạ mị cảm thấy tim mình cũng sắp ngừng đập mất rồi Rõ ràng là lời nói khiến người ta rung động đến vậy, sao cô có thể bình tĩnh nói ra như thế? Sơ Tranh hỏi lại một lần, cho nên, anh đồng ý không? Vành tai Dạ Mị nóng hổi, cơn nóng ấy giống như đã đốt vào tận đáy lòng. Hắn chậm rãi gật đầu. Sao hắn lại không đồng ý được chứ? Chỉ là hắn không thể tin được. Mình thật sự có thể lấy thân phận bạn trai, các anh muốn làm gì? Hu hu hu, thả tôi ra tiếng la hét của cô gái đánh vỡ không khí nơi này ôi các cậu đang làm gì vậy giọng nói của người phụ nữ cũng theo sát mà vang lên cô gái bị vệ sĩ mang vào mà người phụ nữ đi theo bên cạnh lo lắng muốn cứu cô gái kia dáng người và sức mạnh của vệ sĩ người phụ nữ ấy đâu thể nào chống lại được chỉ có thể lo lắng đi theo để anh đi nói với cô bé đi dạ mị nhẹ nhàng nói anh sẽ bảo cô bé đồng ý chuyện ngày hôm nay không nói ra ngoài mặc dù dạ mị rất muốn công khai nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt giết người của kim lân khai dạ mị cảm thấy hơi sợ hãi hơn nữa chuyện này cũng không phải chuyện tốt cho cô sơ tranh liếc hắn một cái cuối cùng cũng đồng ý dạ mị dẫn cô gái kia rời đi hai người nói gì thì sơ tranh không rõ ràng lắm nhưng khi cô gái trở về thì không khóc nữa trên mặt còn có nụ cười mở miệng gọi một tiếng anh rất là ngọt ngào sơ tranh sơ tranh nghĩ lại cả nước nhiều người gọi hắn là anh như vậy tức giận dùng sức cào cào mép bàn dạ mị tiếp tục đi làm vật kỷ niệm của hắn cô gái đưa một ly đồ uống đến chỗ sơ tranh cô gái mang vẻ mặt như gà con chị nhất định phải đối xử tốt với anh ấy sơ tranh không muốn để ý đến cô gái lắm thẻ của ta đương nhiên ta sẽ tốt với hắn nhưng mà nhìn dáng vẻ muốn khóc lại khóc không nổi của cô gái, cuối cùng sơ tranh vẫn cứng rắn nhẹn ra hai chữ, tất nhiên. Lúc này cô gái mới nở nụ cười, kỳ thật chị rất xinh đẹp, rất xứng đôi với anh ấy. Sơ tranh, ta nên cảm ơn mi sao? Một tiếng sau, dạ mị cầm thành phẩm đã làm xong tới, trong một vật hình tròn lớn tầm bằng đồng tiền xu có đóa hoa anh đào được đính ở trong đó. Ở giữa là một cái lỗ xuyên qua bệnh thành một cái vòng tay dạ mị làm hai cái dạ mị một tay cầm một cái hỏi sơ tranh em muốn cái nào không phải nói có thể khắc chữ hả à? anh chỉ khắc một cái bởi vì anh sợ em không thích dạ mị giơ tay trái lên cái này không khắc khắc gì tên của anh sơ tranh giơ tay lấy cái bên phải dạ mị chớp mắt trong mắt mơ hồ tràn đầy kinh ngạc sơ tranh tiện tay nhét đồ vào trong túi ánh mắt dạ mị hơi tối lại nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt một giây sau đã mang ý cười ôn hòa khi sơ tranh và dạ mị rời đi cô gái đứng ở phía sau vẫy tay nhìn rất bi tráng như cảnh tượng tiễn con gái xuất giá anh chắc chắn cô ta không có vấn đề gì chứ sơ tranh không yên tâm lắm cô không sợ cô gái kia lên mạng nói ra nhưng sẽ không tốt cho dạ mị ừ không có vấn đề gì đâu dạ mị gật gật đầu cam đoan Thu tổng yên tâm đi. Đổi cách xưng hô đi. Sơ Tranh đột ngột chuyển chủ đề. "Hả? Vì sao? Anh có thấy người bạn trai nào gọi bạn gái mình là tổng này tổng kia chưa? Hình như là vậy nhỉ." Dạ Mị hơi chần chờ, "Vậy anh phải gọi Thu, em là gì?" Sơ Tranh, tự nghĩ đi. "Dạ Mị, lỡ như anh nghĩ ra cái tên em không thích thì sao?" Cho nên Dạ Mị lựa chọn một cách gọi rất tiêu chuẩn, "Tiểu Sơ được không?" Sơ Tranh vẫn không có biểu tình gì ư ừ, trong đầu dạ mị còn có những từ ngữ khác không ngừng ngoi lên nhưng hắn không dám hắn không muốn làm cho cô cảm thấy mình được một tấc lại muốn tiến thêm một thước thời gian đi công tác của sơ tranh đã về không chỉ có thể tạm biệt dạ mị lên đường trở về ở trên máy bay cuối cùng bạch tẫn ý cũng hỏi ra câu hỏi mà anh ta muốn hỏi từ lâu tiểu thư vòng tay của ngài mua ở quán ven đường nào vậy anh ta đi theo sơ tranh thời gian không ngắn. Cô rất thích mua đồ. Cho nên đồ trong tay cô nếu không phải xa xỉ phẩm đắt đỏ thì chính là sản phẩm đặt làm tư nhân do những người mang cấp bậc đại sư làm ra. Nhưng mà anh ta cũng rất ít khi thấy cô đeo. Hai ngày trước trông thấy cô đeo còn thấy lạ, mới đầu còn tưởng là kiệt tác của đại sư nào. Nhưng mà anh ta quan sát hai ngày, phát hiện cái vòng tay ấy chính là hàng rẻ tiền ở quán ven đường. Dạ mỹ làm Bạch tận ý thức thời nuốt lời phía sau về. Gần đây Thu Tranh đang làm gì? Trong lúc rảnh rỗi, sơ tranh dành chút thời gian quan tâm đến cô chị họ của mình. Bạch tận ý, nghe nói bao nuôi một tiểu minh tinh, gần đây đập không ít tài nguyên cho tiểu minh tinh kia. Nghe nói, bạch tận ý cấp tốc rút máy tính bảng bên cạnh ra, ấn mở hòm thư, xem hết những thứ chưa kịp xem trong đó. Xem đến phần sau bạch tận ý nhịn không được nhíu mày. Bạch tẫn ý, cô ta và Lật Lâm thông đồng với nhau. Sao 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 kết thúc quyển 12, kết thúc 2400 chương, đến nay là 2 năm lẻ mấy ngày mình tham gia vào giới edit, tính ra thì cũng không có được bao nhiêu ngày nghỉ ngơi rời xa chuyện trong suốt 2 năm qua. Mình vẫn duy trì thói quen viết lời cuối ở cuối mỗi quyển, nhưng có lẽ cũng chỉ còn vài ba cơ hội viết lời cuối cho mọi người đọc nữa thôi mình muốn bộ này là điểm khởi đầu và cũng là dấu chấm hết thật đẹp cho sự nghiệp edit của mình. Thật ra mình rất biết ơn mọi người, những độc giả đáng yêu trên vùng đất màu cam này, ngôi nhà nhỏ này sẽ luôn là kỷ niệm thật đẹp đối với mình. Khởi đầu tiếp theo ở quyền 13 có lẽ sẽ là một chặng đường rất gian nan với mình. Có thể bạn biết hoặc không, mình mới ra trường, mới tìm được công việc, mới chập chững những bước đầu vào đời, quãng thời gian vừa học vừa đi làm khiến mình rất mệt mỏi rất áp lực và cũng rất chán nản thời gian sẽ mài mòn những nhiệt huyết của mình mình từng nghĩ đến chuyện ngưng chuyện một thời gian nhưng gần đi đến cuối đường rồi mình biết nếu mình ngưng thì không biết đến bao giờ mới trở lại được mình dùng chút đam mê ít ỏi và sự động viên của mọi người để kiên trì đi tiếp nên là mong mọi người kiên trì thêm một chút nếu không được thì cũng không sao mình không ép và còn những người không đọc ở trang chính chủ mong rằng các bạn hiểu rõ vị trí của mình ở đâu, hiểu rõ các bạn cho tôi được thứ gì, ngoài sự bực bội và từng gáo nước lạnh dập tắt nhiệt huyết của tôi ra thì chẳng còn gì nữa đâu. Đừng có xem mình như thượng đế mà ra lệnh và yêu cầu tôi này nọ, không thân, tạm biệt, cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chờ đón quyển 13 nhé. Cảm ơn, yêu tương đương Hạ Lan Tâm nhiên. Lật Lâm, hai người kia sao lại lẫn lộn với nhau rồi? hát nhị nhân chuyển sao à? Nhị nhân chuyển, Ezen là một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, hấp thụ nghệ thuật liên hoa lạc, liên hua lua, của Hà Bắc, thêm vào vũ đạo, giáng bộ. Theo dòng lịch sử, nhị nhân chuyển hình thành bốn phái Đông, Tây, Nam Bắc. Phái phía Đông có trọng điểm tại Cát Lâm, có cả màn vũ đả. Các đoàn thể nhị nhân chuyển nổi tiếng tại tỉnh Cát Lâm là kịch đoàn hí khúc thành phố Cát Lâm đại hí viện hòa bình, kịch trường nhị nhân chuyển đông bắc, đại vũ đài lưu lão căn. Bạch tận ý, ừ, một tiếng, trước đó lật lâm không có tài nguyên gì, khoảng thời gian này lại có không ít tài nguyên tốt. Dù cho hắn ta có bao nhiêu si căng đan, chỉ cần có thể lấy được tài nguyên, có người tình nguyện nâng đỡ, thì người này vẫn có thể nhảy nhót trên màn ảnh như cũ. Bây giờ tu tranh muốn nâng đỡ lật lâm. Tất nhiên có người cho cô ta mặt mũi chị họ rất rành nha, sơ tranh nói một câu tối nghĩa như vậy. Bạch tận ý lập tức nói tiếp, lô hàng gần nhất của tranh dương có chút vấn đề, tôi đã cho người làm việc, nhanh chóng cho bọn họ lên trang đầu đề của cơ quan chức năng. Sơ tranh tặng cho bạch tận ý một ánh mắt tán thưởng. Hiệu suất làm việc của bạch tận ý rất nhanh, không quá hai ngày thì sơ tranh đã nhìn thấy tên công ty tranh dương trên tin tức. Công ty lâm vào bê bối, thu tranh loay hoay sứt đầu mẻ chán chạy quan hệ khắp nơi. Tranh Dương là công ty do Thu Tranh phân ra từ CAG, rất nhiều mạng lưới quan hệ đều là CAG. Có lẽ Bạch Tận Ý đã đánh tiếng với người ta, Thu Tranh cũng không nhận được quá nhiều trợ giúp. Một ngày nọ Thu Tranh tự mình chặn Bạch Tận Ý lại. Thu Tranh tiểu thư, giọng điệu của Bạch Tận Ý rất lạnh lùng, cô có chuyện gì không? Thu Tranh, Bạch Tận Ý, anh làm việc đừng nên tuyệt tình như vậy. Bạch Tận Ý, Thu Tổng, tôi chỉ đang dạy cho cô một đạo lý thu tranh cười lạnh anh dạy tôi đạo lý đạo lý gì bạch tẫn ý tiểu thư muốn đối phó với cô chỉ là chuyện trong một câu nói bây giờ thu tổng có thể yên bình chỉ là tiểu thư không có hứng thú với cô thu tổng tự giải quyết cho tốt thu tranh không có hứng thú với cô ta người trong cuộc sơ tranh biểu thị không phải là không có hứng thú mà là cô cạo chết thu tranh thì sẽ kéo ngược lại phải làm cho cô ta đau khổ phải để cho cô ta nhìn thấy mình một đường đảm nhiệm vai trò ceo xài tiền như nước cưới bạch cùng mỹ sao người ta thì mơ cưới bạch phú mỹ tức là trắng giàu đẹp chị nhà mình thì cưới bạch cùng mỹ tức là trắng nghèo đẹp dấu lớn bởi vì lô hàng kia mà thu tranh không chỉ phải lên cơ quan có thẩm quyền báo danh mà còn bị phạt tiền đủ kiểu mặc dù cuối cùng không làm công ty sụp đổ mất, nhưng tình hình của công ty xác thực không thể lạc quan. Thu tranh sầu đến mức tóc rụng từng mảng. Bảo cô liên hệ với người thế nào rồi? Thu tranh bực bội hỏi trợ lý bên cạnh. Trợ lý, những lão già của thu gia ai cũng giảo hoạt như nhau. Bọn họ hoàn toàn không tin lời chúng ta nói. Nói, nếu ngài thật sự muốn cướp lại, vậy thì làm ra thành tích cho bọn họ xem. Bên trong CAG còn có rất nhiều người của thu gia đều nắm giữ không ít cổ phần lời nói có trọng lượng thu tranh muốn làm tan rã kẻ địch từ trong nội bộ cho nên vẫn đang liên hệ với những người kia nhưng mà đám lão hồ ly ấy hoàn toàn không để ý đến cô ta nhưng lời nói thì cũng không phải từ chối ý chính là chỉ cần làm ra thành tích bọn họ vẫn sẽ cân nhắc ủng hộ cô ta một lần nữa thu gia có quy củ của thu gia một khi đến tuổi thì không thể tự mình tham dự vào quyết sách của tập đoàn, tập đoàn phải không ngừng rót máu của tuổi trẻ vào, tiến bộ theo kịp thời đại, phòng ngừa bị tư tưởng của thế hệ trước giam cầm tại chỗ. Nhưng trong tay bọn họ cổ phần lại có thể dùng nó để ủng hộ một phái mới. Lúc trước chính vì sơ tranh thu được phần lớn người ủng hộ nên mới có thể ngồi lên vị trí ấy. Chỉ cần thu tranh kéo những phiếu ủng hộ này về thì cô ta có thể trở lại CAG một lần nữa nhưng đám lão già này vẫn đang đùa giỡn cô ta nếu cô ta có thể dùng tranh dương mà làm ra thành tích phi phàm thì cô ta còn trở về làm gì nữa thu tổng không bằng chúng ta trợ lý nghĩ đến một ý tưởng nói nhỏ bên tai thu tranh thu tranh lập tức bác bỏ nếu như tôi làm thế không cần thu sơ tranh động thủ thì tôi đã bị xử lý trước rồi trợ lý không hiểu lắm vì sao thu tranh quy tắc đầu tiên của thu gia tuyệt đối không được phép phá hỏng lợi ích của tập đoàn mọi người có thể tùy tiện đấu đá nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ lợi ích tập đoàn nếu quả thật có người dám làm như thế thì đó chính là công địch của thu gia đến lúc đó đừng nói giúp cô ta đối phó với sơ tranh không ai giẫm cô ta một cước thì đã tốt lắm rồi trợ lý nhưng bọn họ ra tay trước sắc mặt thu tranh khó coi tranh dương đã thoát ly khỏi tập đoàn nó không thuộc về sản nghiệp của tập đoàn lúc trước vì muốn đưa tranh dương độc lập ra ngoài cô ta đã phí không ít sức độc lập có chỗ tốt của độc lập ví dụ như ở trong cuộc tranh đấu chỉ có trong tay cô ta có tài sản nhiều nhất nên sống tốt nhất nhưng cũng có chỗ xấu đó là cô ta không được một số quy tắc của thu gia phù hộ trợ lý đảo mắt thu tổng vậy nếu như người làm lợi ích tập đoàn bị hao tổn là Thu Sơ Tranh thì sao? Thu Tranh nhìn trợ lý một chút, nhớn mày cười, cô cũng không đần đến vậy nha. Trợ lý cười, ha ha hai tiếng, đều do Thu Tổng dạy bảo thật tốt. Thu Tranh gõ gõ mặt bàn suy nghĩ, một lát sau giơ tay ra hiệu trợ lý, cô đi gọi Lật Lâm đến đây, tuyết vực, chiếu xong, phim mới của dạ mị phát sóng cũng nhanh chóng nổi lên. Mặc dù không phải là vì dạ mị, nhưng trong phim dạ mị biểu hiện rất xuất sắc có tiến bộ lớn được không ít người khen ngợi khi dạ mị tham gia một buổi hoạt động thì gặp phải lật lâm không biết lật lâm đến cùng ai sắc mặt có vẻ không tốt lắm trông thấy hắn không nói câu nào mà đi thẳng anh hai ơi cậu đang làm gì thế hả sắp đến lượt cậu lên sân khấu rồi kìa anh phi tìm được hắn kéo hắn đi về vừa rồi em thấy a lâm phi ca cậu còn quan tâm thằng đó làm gì? Tôi nói cho cậu biết nhé. Thu Tổng đã nói rồi, không cho phép cậu liên lạc với thằng đó nữa. Nếu không thì sẽ đánh gãy chân lật lâm. Dạ mị, hắn chỉ nói một chút thôi mà. Dạ mị xác thực không tiếp tục nghĩ đến chuyện phải làm gì cho lật lâm nữa. Bây giờ hắn đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Dù cho hắn có có lỗi với lật lâm thật hay không, thì nhiều năm trôi qua như vậy, hắn cũng đã cố gắng đủ nhiều rồi đã đến lúc nên buông xuống rồi dạ mị muốn phân rõ giới hạn với lật lâm nhưng lật lâm lại tìm tới cửa hắn ta thay đổi thái độ châm chọc khiêu khích oán hận của lúc trước vậy mà lại rất bình tĩnh gọi hắn một tiếng anh sơ tranh trở về biệt thự phát hiện dạ mị lại ở đây trong tay ôm một cục gì trắng xóa đôi mắt sơ tranh lập tức sáng lên em về rồi à dạ mị ôm thư trắng xóa kia đi tới là một con chó nhỏ dạ mị hơn trần chờ ừm, cảnh quay phía sau cần có nó, bên phía đoàn làm phim bảo anh nuôi nó mấy ngày, bồi dưỡng tình cảm. Em không để ý chứ, sơ tranh không thích nuôi những thứ này. Nhưng có người nuôi thay, cô còn có lông để sờ, tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng mà ở trước mặt dạ mị, sơ tranh vẫn khắp chế, tùy anh. Dạ mị thả cục bông về lại trong lồng, rót nước cho sơ tranh, sau khi bận rộn một hồi thì mới ngồi xuống bên cạnh cô anh muốn nói với em một chuyện nói đi dạ mị kéo ngón tay mình cân nhắc câu từ anh mấy ngày trước lúc tham gia hoạt động gặp a lâm sơ tranh nghe thấy cái tên này là cảm thấy khó chịu sao thẻ người tốt vẫn còn nhớ đến hắn ta chứ a lâm đến khách sạn tìm anh sơ tranh không kiên nhẫn hắn ta lại muốn làm gì dạ mị lắc đầu không có cậu ấy chỉ đến nói chuyện với anh sơ tranh nói chuyện anh chắc chắn không phải hắn ta đến đánh anh chứ không phải dạ mị dừng một chút anh cảm thấy a lâm hơi kỳ quái lật lâm đột nhiên nói với hắn trước kia đều là hắn ta không hiểu chuyện là bản thân hắn ta không vượt qua được cú sốc ấy làm cho hắn bị tủi khuất nhiều năm còn nói sau này hắn ta sẽ không như thế nữa sao 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 hay lâu Chào mừng đến với quyển 13 tương đương. Nếu như là trước lúc hắn gặp được sơ Tranh, Lật Lâm nói với hắn những lời này, có lẽ hắn sẽ rất vui. Nhưng mà không biết vì sao, lúc hắn nghe thấy Lật Lâm nói những lời ấy, trong lòng lại sinh ra một chút cảm giác quái dị. Là một người oán hận hắn nhiều năm như vậy, bỗng nhiên chạy tới lấy lòng mà không hề có chút dấu hiệu gì báo trước, điều này bình thường sao? Hắn suy nghĩ hai ngày mà không nghĩ rõ sau đó hắn đến tìm sơ tranh hắn cũng không biết vì sao trực giác nói cho hắn biết phải nói với cô sơ tranh hắn ta còn nói gì nữa dạ mị không có chỉ những thứ này hỏi anh có thể tha thứ cho cậu ấy không sơ tranh sợ là lại đến hố tài nguyên nha xem ra cần phải tìm cơ hội làm sơ tranh vỗ vỗ tay dạ mị trước tiên đừng để ý đến hắn ta về sau anh và hắn ta không có bất cứ quan hệ nào nữa hiểu chưa Ừ, Dạ Mị cười cười, anh đi nấu chút đồ ăn cho em, em muốn ăn gì, anh? Dạ Mị có hơi quẫn bách, Tiểu Sơ, anh đi xem xem phòng bếp còn thứ gì ăn không. Nói xong Dạ Mị nhanh chóng đi vào phòng bếp, rất nhanh bên trong đã truyền ra các loại tiếng vang. Sơ Tranh nhìn phòng bếp mấy lần, chuyển từ giữa ghế sofa đến bên mép. Xác định Dạ Mị sẽ không ra ngoài, lúc này cô mới đứng dậy, đi đến trước chiếc lồng Dạ Mị đặt trong góc. Chiếc lồng không lớn, có lẽ là dùng chiếc lồng mà đoàn làm phim đưa tới luôn. Con chó nhỏ nhìn cũng chỉ tầm 3 4 tháng tuổi, Sơ Tranh đi qua nó lập tức vẫy đuôi. Dồn dập le lưỡi ra, thở phì phì. Con chó này thuộc chủng loại samoy phổ biến, một cục trắng xóa, lúc này lông toàn thân càng thêm mềm mại. Tiểu Sơ, Dạ Mị đi từ phòng bếp ra, thấy Sơ Tranh đột nhiên đứng dậy, hắn sửng sốt một chút. Em đang làm gì thế? không làm gì cả sơ tranh bình tĩnh nói không nghe ra dị dạng nấu xong rồi à ừ vừa rồi cô đang làm gì nghỉ dạ mị ngờ vực nhìn phía bên chân sơ tranh nơi đó chỉ có con chó nhỏ mà đoàn làm phim đưa tới không có gì nữa mà nghi hoặc của dạ mị cũng không được giải đáp cơm nước xong xuôi thì bị sơ tranh kéo về phòng vận động tiêu thực vận động xong dạ mị nhớ tới còn chưa cho chó ăn định đi xuống lầu sơ tranh ôm eo hắn lôi người trở lại đi đâu còn chưa cho chó ăn nữa dạ mị nhỏ giọng nói dạ mị mặc quần áo tử tế xuống lầu thêm thức ăn và nước cho bé cún khi hắn ngồi xổm xuống đột nhiên cảm thấy trước đó sơ tranh ở đây không phải là đang nhìn nó đấy chứ dạ mị lắc đầu chắc là không đâu cô không giống như người sẽ thích mấy con vật nhỏ lắm nhưng hắn lại nghĩ tới đồ ăn vặt lúc trước phát hiện trong văn phòng cô dạ mị lại cảm thấy hình như, cũng không phải, không có khả năng này. Nhân lúc dạ mị xuống lầu, sơ tranh cầm điện thoại trả lời. Hai email công việc. Dạ mị gión rén đi vào, sơ tranh liếc hắn một cái, không để ý lắm. Đánh được mấy chữ lại cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn sang. Trong lòng anh nhét thứ gì đấy, trong áo ngủ của dạ mị phình lên, giống như nhét bé con vậy. Một giây sau, có một cái đầu nhỏ chui ra từ khe hở của áo ngủ, con người đen bóng vừa ngoan lại vừa đáng yêu. Sơ Tranh bình tĩnh hỏi, anh đưa nó tới đây làm gì? Dạ Mị trực tiếp ôm bé cún lên giường, nó ở dưới đó một mình có hơi đáng thương. Nói xong hắn đặt bé cún ở trước mặt Sơ Tranh, nó rất đáng yêu, em không thích sao? Sơ Tranh, ta chỉ thích lông của nó. Lông đưa đến tay, Sơ Tranh rất không khách khí sờ soạng. Bé cún bị Sơ Tranh ấn vào trong chăn, nó kêu ao ao mấy tiếng, đuôi liên tục vẫy qua vẫy lại. Dạ Mị quan sát Sơ Tranh. Mặc dù cô đang sờ bé cún, nhưng hoàn toàn không nhìn ra rằng cô thích. Vẻ mặt nghiêm túc như thể đang suy nghĩ xem nên xử lý nó thế nào vậy. "Tiểu Sơ, em thích không?" Dạ Mị hỏi lại lần nữa. Sơ Tranh quay đầu, nghiêm túc nói, "Em chỉ thích anh." Dạ Mị cứ không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Tại sao cứ động một chút là lại nói loại lời này? Sơ tranh sờ soạn hai lần, nó có sạch không? Có, lúc đoàn làm phim đưa tới đã tắm rửa cho nó rồi, cũng đã tiêm vaccine đầy đủ rồi. Trên người bé cún còn có mùi thơm, thơm cực luôn. Đến cuối cùng dạ mị vẫn không biết sơ tranh có thích bé cún này không? Nhưng mà, sau khi bé cún đến trong tay thì cô không hề buông tay dạ mị cảm thấy có lẽ cô thích tiểu sơ chụp giúp anh một tấm hình dạ mị đưa di động cho sơ tranh ảnh riêng tư lời này sao nghe có vẻ không thích hợp thế nhỉ dạ mị chỉ chỉ bé cún ảnh kinh doanh ồ sơ tranh nhìn hắn một chút đi thay quần áo ảnh kinh doanh đương nhiên phải có dáng vẻ kinh doanh phải nghiêm túc mà cư xử sao có thể ăn mặc thế này không cần cứ dạ mị không nói tiếp ngoan ngoãn đi thay một bộ quần áo khác dạ mị ôm bé cún ngồi ở trên giường sơ tranh tùy tiện chụp cho hắn hai tấm dạ mị cảm thấy sơ tranh chụp rất không dụng tâm tiểu sơ em chụp mờ hết cả rồi không có không phải nó rất rõ ràng à sơ tranh hùng hồn chỉ vào con chó cực kỳ rõ ràng dạ mị hắn mơ mà ảnh kinh doanh là để cho xem chó sao quả nhiên hắn gửi cho kim lân khai xem Kim Lân Khai lập tức bảo hắn chụp lại. Dạ mị, thu tổng chụp cho em. Kim Lân Khai, Kim Lân Khai, vậy cứ đăng như thế đi. Quả nhiên người người đều sợ cô. Dạ mị chọn một tấm không bị mờ quá đăng lên Weibo. Lúc này không còn sớm nữa, nhưng giờ mới bắt đầu cuộc sống về đêm của các thiếu niên nghiện nét. Hắn vừa đăng Weibo, fan hâm mộ lập tức ùa đến, ca ca đêm hôm khuya khoát phát phúc lợi, hu 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 quá tốt rồi bé cún thật đáng yêu, Kaka. Sao lại mờ thế này? Em muốn thấy hình HD của Kaka, ai chụp cho Kaka vậy? Sao lại chụp thế này? Hình HD đâu? Bé cún thật đáng yêu, vì cảnh quay mà bồi dưỡng tình cảm với bé cún, Kaka thật tuyệt. Chờ mong phim mới của Kaka, cho thêm mấy tấm được không? Chỉ có tôi chú ý tới bối cảnh chỗ Kaka chụp sao, hình như phòng rất lớn nha. Mẹ, nói mới thấy tôi cũng phát hiện. Bối cảnh có không ít đồ xuất hiện vào, nhưng cũng không có thứ gì có thể đào được. Sơ tranh sẽ quay bua xe của dạ mị, tài khoản cá nhân của cô không có chứng nhận, lẫn lộn trong đám đông fan hâm mộ này, không có chút cảm giác tồn tại nào. Sơ tranh cũng đã xe, trợ lý đương nhiên cũng hành động. Trợ lý cảm thấy mình thật khổ, hơn nửa đêm còn phải giúp xếp đu idol, luôn cảm thấy ca ca nhà chúng ta hấp dẫn fan có hơi kỳ quái, xem ảnh đi. Ảnh là ảnh chụp màn hình, xe lại bài Weibo của dạ mị, chỉ là chứng nhận có chút ý vị sâu xa. ca nhà khác hấp dẫn mấy chị gái, sao Kaka nhà họ lại hấp dẫn mấy ông thế này? Lần nào cũng có một nhóm người như thế, mỗi lần họ xe đều xe từ chỗ A còng TSU này, người này là ai vậy? Không có chứng nhận, Weibo cũng không đăng mấy bài, không phải là tài khoản công ty của Kaka mua đấy chứ? Có thể lắm. Việc này không thể để đào sâu vào hơn được. Sau khi Kim Lân Khai phát hiện ra manh mối này, rất nhanh dùng tin tức khác che đậy chuyện này lại. Cũng gửi tin nhắn cho sơ tranh, xin cô đừng có xe nữa. Cô vừa xe một cái thì đám người phía dưới sẽ bị ép kinh doanh theo. Sớm muộn gì cũng bị đào ra. Sơ tranh. Sơ tranh cảm thấy mình bị nhằm vào. Giờ ngay cả quyền lợi chia sẻ bài viết của thẻ người tốt cô cũng không có nữa sao. Sơ tranh tức giận đến mức giày vò dạ mị một đêm sau đó rất nhanh dạ mị lại tiến tổ lại bắt đầu hình thức một tháng gặp mặt sơ tranh một hai lần trong lúc dạ mị đang quay phim đã được lật lâm lấy lòng nhiều lần nhưng trừ chuyện đó ra thì lật lâm cũng không làm ra gì khác giống như thật sự đã nghĩ thông chỉ muốn chữa trị mối quan hệ với hắn mà thôi mỗi lần dạ mị nghĩ đến sơ tranh thì sẽ cực kỳ tỉnh táo cho nên lật lâm lấy lòng hắn đáp lại không nhiều tăng thêm ở trong đoàn làm phim nên cơ hội gặp gỡ lật lâm cũng không nhiều tình huống như vậy duy trì mãi cho đến ngày sinh nhật hắn sinh nhật lần trước giống như vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy hắn hoàn toàn nhớ rõ mỗi một chi tiết nhỏ ngày đó mới sáng sớm dạ mị đã được sơ tranh đón đi cho nên ngày sinh nhật cũng không ở trong đoàn làm phim ngày hôm sau hắn trở về mới biết được lật lâm đến tìm hắn hơn nữa bây giờ vẫn đang chờ hắn tâm trạng dạ mị hơi phức tạp, cuối cùng vẫn đi gặp lật lâm. Lần hợp tác này cực kỳ quan trọng, mọi người nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra sơ suất gì. Bạch tẫn ý họp xong, căn dặn người ở đây. Vâng, Bạch Tổng. Người trong phòng họp lần lượt ra ngoài, Bạch tẫn ý nhìn người ngồi ở ghế chủ vị một chút. Tiểu thư, cô có ý kiến gì không? Tôi không có hứng thú với chuyện kiếm tiền, cho nên muốn phá hỏng một tẻo. Bạch Tận Ý cảm thấy mình không nên hỏi cô thì tốt hơn. Mong tiểu thư nhất định phải có mặt đúng giờ. Bạch Tận Ý căn dặn nhân viên xong, lại căn dặn sếp không được đến trễ. Lần này hợp tác với một ông lớn ở nước ngoài. Nếu như có thể hợp tác thành công thì toàn bộ tập đoàn họ đều sẽ có bước phát triển tốt hơn. Giai đoạn trước họ đã nói chuyện rất lâu, đối phương cũng cảm thấy rất hứng thú. Lần này nếu như có thể đàm phán tốt thì chắc đối phương sẽ đồng ý ký hợp đồng. Sơ tranh bị ép kinh doanh, tâm tình cực kỳ không tươi đẹp. Đi sớm về muộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lý tưởng làm cá muối của cô. Sơ tranh lần nữa bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô giơ tay tắt đồng hồ đi, xoay người chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng mà cô dõi tay lần mò, cảm thấy không thích hợp, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy dạ mị nằm bên cạnh ngủ say. Sơ tranh nhìn hắn một lát, nhớ ra hình như tối hôm qua hắn về sơ tranh ôm người như gối ôm ngủ tiếp sơ tranh khó có khi được ngủ ngon giấc dạ mị đã dậy từ lâu đang chống má nhìn cô chào buổi sáng chào buổi sáng dạ mị cong môi cười cũng cúi đầu tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng sơ tranh ngồi dậy gần đây sao thường xuyên trở về thế dạ mị rất mất mát tiểu sơ không hy vọng anh trở về sao sơ tranh Em chỉ hỏi vì sao anh về được thường xuyên như thế mà thôi. Cuối cùng Dạ Mị cũng không truy vấn vấn đề kia, giải thích, một diễn viên chính khác lúc trước vì vấn đề lịch trình, chỉ hoãn mất không ít cảnh quay, cho nên bây giờ đa phần đang quay cảnh của anh ta. Ừ, khi sơ tranh xuống giường, nhìn thấy bên cạnh có một con rối bằng đất sét kỳ quái, đây là cái gì? Lật Lâm tặng cho anh." Dạ Mị thành thật trả lời, "Đêm qua thuận tay để ở đây, lát nữa anh đưa nó ra ngoài." Sơ tranh nhíu mày, anh lại gặp Lật Lâm, cậu ấy đến tìm anh, vào ngày sinh nhật ấy, dạ mị vội vàng nói, anh chỉ nói với cậu ấy mấy câu, còn lại không có gì nữa. Sơ tranh cảm thấy hành vi của Lật Lâm kỳ kỳ quái quái, vì sao hắn ta lại tặng anh cái này, Lật Lâm còn ước dán dạ mị thành buồn kìa. Sao hắn ta lại đột nhiên tốt bụng tặng quà cho hắn như vậy, chẳng lẽ là vì bây giờ thu tranh không lo nổi cho hắn ta nữa? phát hiện đùi anh trai to hơn nên dự định ôm một chút, Sơ Tranh chỉ vào con rối, "Em xử lý giúp anh, không có ý kiến gì chứ?" Dạ Mị nhìn con rối một chút, cuối cùng gật gật đầu. Sơ Tranh cầm con rối tới công ty, cô nhìn chằm chằm con rối kia hồi lâu, đột nhiên giơ tay bẻ gãy đầu con rối. Con rối vốn không lớn, Sơ Tranh tùy tiện vặn một cái là rơi đầu luôn. Lúc trợ lý đi vào, vừa vặn trông thấy một màn hung tàn của Sơ Tranh cô ấy sờ cổ mình, hơi sợ sệt, thu, thu tổng. Sơ tranh tiện tay ném đầu đi, sao thế, trợ lý không khỏi cảm thấy từng trận âm phong, nơi đây không phải là văn phòng, mà là điện Diêm La. Và người ngồi trước mặt cô ấy chính là Diêm Vương. Khụ khụ, giả, có mấy tài liệu cần chữ ký của ngài. Người máy ký tên lạnh lùng vô tình bảo trợ lý đưa tài liệu tới, cũng không nhìn nội dung, vù vù ký tên trợ lý không biết để mắt chỗ nào, đành nhìn con rối trên bàn, sau đó lại từ từ chuyển qua cái đầu bị bẻ gãy. Thu, thu tổng, trợ lý nhỏ giọng nói, trong đó có thứ gì sao? Sơ tranh ngừng bút ký tên, nhìn sang theo trợ lý chỉ. Trong đầu còn rối lộ ra một thứ gì đó màu đen. Năm phút sau, sơ tranh khoanh tay trước ngực dựa vào ghế, trầm mặc nhìn camera bị phá ra trên bàn. Con rối lật lâm tặng hắn ta muốn quay cái gì? quay si căng đan của dạ mị sơ tranh cảm thấy chỉ sợ không đơn giản như vậy trước đó người này và thu tranh đã thông đồng lại với nhau trời mới biết hắn ta có chủ ý gì không được phải bắt mời đến hỏi một chút sơ tranh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạch mãn xuyên sơ tranh mời lật lâm đến đây một chuyến bạch mãn xuyên cậu ta đã không phải là nghệ sĩ của công ty chúng ta nữa sơ tranh ai chụp thân cho hắn ta lật lâm còn có hợp đồng khá nhiều năm với diệu quang phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không thấp trước đó diệu quang không cho hắn ta tài nguyên nếu lật lâm có nhiều tiền để giải trừ hợp đồng như vậy thì đã đi từ sớm rồi sao bây giờ lại có tiền thu tranh cho bạch mãn xuyên không biết lấy đâu ra tiền tự đến giải trừ hợp đồng bây giờ tự mở phòng làm việc không ký kết với công ty nào nhưng tài nguyên gần đây của cậu ta cũng rất tốt sơ tranh nhìn chằm chằm câu nói kia một lát lần nữa đánh chữ sơ tranh anh mời hắn ta qua đây bạch mãn xuyên mời thế nào đã nói không phải là người của công ty mình vậy thì chữ mời này rất vi diệu sơ tranh mặt không cảm xúc đánh chữ sơ tranh theo kiểu tốt nhất đừng để người ta biết là anh làm bạch mãn xuyên đó mà gọi là mời sao đó gọi là bắt thì có sơ tranh mời người văn minh không nói bắt Bạch Mãn Xuyên, Bạch Mãn Xuyên, cô đừng để cho anh tôi biết. Hiệu suất làm việc của Bạch Mãn Xuyên rất cao, rất nhanh đã mời người tới gara tầng hầm phía dưới công ty của Sơ Tranh. Sơ Tranh nhận được tin tức, tản bộ ra ngoài. Thu Tổng, ngài đi đâu vậy? Trợ lý lộc cộc chạy tới, vẻ mặt thỉnh cầu sai khiến chờ mong làm việc. Hít thở không khí, Sơ Tranh chấn định nói. Trợ lý chi kỳ hỏi, có cần tôi đi cùng ngài không? sơ tranh vỗ vả vai cô ấy không cần làm việc cho tốt trợ lý tôi cũng phải có việc mới làm được chứ bây giờ tôi chỉ có thể giúp ngài đu idol sao lật lâm không biết mình đang ở đâu trước mắt một vùng tăm tối hắn ta đi tham gia một hoạt động trên nửa đường thì bị người ta cắp đi đối phương không nói gì cho nên bây giờ hắn ta vẫn không rõ đối phương muốn tống tiền hay là gì lật lâm bị nhét vào trong cốp sau cũng không biết trôi bao lâu hắn ta bị người ta lôi ra túm hắn ta đi rất nhanh lật lâm cảm giác được mình bị trói trên một cái ghế tiếng bước chân xung quanh dần dần đi xa miệng hắn ta bị dán kín không thể nào kêu la được xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh lật lâm bắt đầu run rẩy trong lòng đây là nơi nào bắt hắn ta tới đây làm gì tống tiền hay là muốn làm gì lật lâm không biết mình chờ đợi bao lâu hắn ta ở đây một giây thôi cũng cảm thấy dài dằng dặc bên tai lần nữa có âm thanh là tiếng mở cửa và tiếng bước chân nghe có vẻ người vào còn không ít tiếp đó là các loại tạp âm soạt đồ trên đầu bị lấy đi trước mắt lật lâm lập tức có ánh sáng thứ đầu tiên hắn ta trông thấy là con rối chia năm sẻ bảy bầy trước mặt hắn ta lật lâm giật mình trong lòng nhìn về phía người phía sau bàn cái nhìn này làm con ngươi thít chặt một trận lật tiên sinh đã lâu không gặp sơ tranh ngồi ở sau bàn mặt mày lãnh đạm nhìn hắn ta lúc này lật lâm không thể nào nói chuyện chỉ có thể trừng mắt nhìn cô sơ tranh nháy mắt với người ta băng dán dán miệng lật lâm bị lột ra băng dán vừa lột ra lật lâm lập tức lớn tiếng quát cô muốn làm gì thế này là bắt cóc là phạm pháp tôi không bắt anh sơ tranh phủ nhận anh đừng nói lung tung đại khái là lật lâm bị chọc giận quá mà hóa cười bây giờ tôi như thế này mà cô nói không phải bắt à sơ tranh hất cằm thả hắn ta ra vệ sĩ đi lên cởi trói phản ứng đầu tiên của lật lâm chính là rời khỏi nơi này nhưng hắn ta vừa động thì mấy vệ sĩ cao to vạm vỡ đã đứng thẳng trước mặt hắn ta lật lâm cũng từng học một chút công phu lúc này động thủ công kích đối phương vệ sĩ ra tay rất hung ác Lật Lâm cũng không phải dân chuyên nghiệp, chỉ qua mấy chiêu thì đã rơi vào thế hạ phong, rất nhanh bị vệ sĩ đè xuống đất. Lật Lâm bị đè rất chặt, cánh tay kiềm chế hắn ta giống như kìm sắt vậy. Lật Lâm cũng không thấp, vậy mà lúc này ở trước mặt vệ sĩ lại giống như một con gà con. Vệ sĩ sách Lật Lâm lên, khiến cho hắn ta đối mặt với sơ tranh. Trên mặt Lật Lâm có chút vết máu, lúc này nhìn hơi chật vật. Lật lâm chừng mắt nhìn về phía sơ tranh. Thu tổng, rốt cuộc cô muốn làm gì? Sơ tranh điểm lên trên bàn một cái. Ngồi xuống trò chuyện. Trên bàn là con rối chia năm xẻ bảy, Giống như đang biểu thị gì đó. Lật lâm nuốt nuốt nước bọt. Dáng chống đỡ khí thế. Thu tổng có việc gì thì cứ nói thẳng. Sơ tranh gảy gảy đầu con rối. Thứ này không giải thích một chút à? Đây là cái gì? Lật lâm giả ngây giả dại. Tôi cần giải thích cái gì? Sơ tranh sâu kín nói, thư anh tặng cho dạ mị, nhanh như thế mà đã quên rồi à. Lật lâm, tôi, vệ sĩ đột nhiên giơ chân đạp lên người hắn ta, dạ mị bị đạp cho lảo đảo một cái, nửa quỳ xuống đất. Lật lâm che nơi bị đạp, đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra. Nghĩ cho kỹ, đừng có nói lung tung, sơ tranh giơ tay chống cằm, bọn họ ra tay cũng không thủ hạ lưu tình đâu. Lật lâm đảo mắt nhìn xung quanh, ba vệ sĩ đứng ở bốn phía hung thần ác sát nhìn hắn ta lật lâm mẹ người phụ nữ này muốn giết chết mình sao lật lâm cắn răng là tôi tặng cho anh ấy tôi chỉ muốn hòa hoãn quan hệ với anh tôi chuyện này cũng không được sao camera trong này thì sao cũng là thứ anh tặng cho anh trai anh à anh muốn nhìn thứ gì của anh trai anh anh biến thái sao lật lâm tôi không biết trong đó có thứ gì con rối này là tôi bảo trợ lý đặt làm theo dáng vẻ của anh tôi những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết vệ sĩ lần nữa đạp bay lật lâm sắc mặt lật lâm trắng bệch nhưng vẫn kiên trì với cách nói đó tôi không biết gì về camera mà cô nói cả ô sơ tranh bình tĩnh giơ tay vệ sĩ lập tức túm lật lâm đi vào góc tối bên cạnh lật lâm kinh hoàng hô to các người muốn làm gì âm thanh quanh quẩn trong phòng lại không ai đáp lại hắn ta sơ tranh rời khỏi phòng đây là một căn phòng ở tầng hầm bình thường dùng để chất đống tạp vật bạch mãn xuyên dựa vào một bức tường ở bên ngoài đang nói chuyện điện thoại đầu bên kia điện thoại là giọng nữ ngọt lịm trong tầng hầm yên tĩnh không mở loa ngoài cũng có thể nghe được rất rõ ràng moa moa anh cũng yêu em anh có chút chuyện cúp máy nha bạch mãn xuyên cúp điện thoại quay đầu nhìn sơ tranh nói rồi vẫn chưa? Bạch mãn xuyên nhớn mày hỏi, cô cảm thấy chuyện này có liên quan đến cô chị họ kia không? Sơ tranh hỏi lại, anh cảm thấy thế nào? Bạch mãn xuyên, tôi thấy 89 phần 10, khoảng thời gian trước không phải cậu ta và cô chị họ thân yêu của cô về chung với nhau sao? Hai người làm gì ở đây? Giọng nói của bạch tẫn ý đột một vang lên. Lông mao toàn thân bạch mãn xuyên dựng đứng cả, sơ tranh ngược lại khá chấn định, lần theo âm thanh nhìn sang bạch tẫn ý ngược sáng mà đứng không thấy rõ thần sắc trên mặt anh ta anh em đang nói chuyện phiếm với thu tổng thôi mà bạch mãn xuyên cười đùa tí tửng trả lời bạch tẫn ý ở nơi thế này nói chuyện phiếm bạch mãn xuyên nơi này không tốt sao lại không có ai đúng không thu tổng sơ tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ gật đầu ừ bạch tẫn ý nhìn ra cánh cửa phía sau họ một chút một tiếng sau tiểu thư có một cuộc họp hy vọng ngài không đến trễ. Nói xong câu đó, Bạch Tẫn ý ra hiệu Bạch Mãn Xuyên đi theo anh ta. Bạch Mãn Xuyên cũng không muốn đi lắm, trừ lúc xin tiền ra thì anh ta cũng không muốn nhìn thấy người anh trai này lắm. Bạch Mãn Xuyên không có quyền từ chối, vẻ mặt bất lực theo Bạch Tẫn ý rời đi, bước từng bước thật chậm, giống như phải đi đến nơi cha tấn vậy. Bạch Mãn Xuyên, vâng, tới đây, cha mẹ Bạch gia đều mất sớm bạch tẫn ý vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn bạch mãn xuyên bình thường ngoài miệng thì bạch mãn xuyên nói không sợ bạch tẫn ý nhưng khi thật sự phạm tội đến trước mặt bạch tẫn ý vẫn sợ ơi là sợ sơ tranh về lại căn phòng kia lần nữa không biết lật lâm đã trải qua chuyện gì toàn thân run rẩy ngồi trên ghế trên mặt không có nửa phần huyết sắc nghĩ xong chưa thời gian của tôi không nhiều lắm lát nữa còn phải đi họp đấy ánh mắt tan rã của lật lâm dần dần ngưng tụ trên người sơ tranh chỗ sâu trong mắt dần dần phun lên sự oán hận sơ tranh không thèm để ý đến ánh mắt lật lâm nói sớm một chút tốt cho cả anh và tôi dù lật lâm có kiên trì thế nào thì cũng không thể nào thật sự kháng cự lần giày vò này đến lần giày vò khác cuối cùng lật lâm vẫn khai ra là là tôi bỏ vào ai bảo anh bỏ vào trên gương mặt không chút huyết sắc của lật lâm kéo ra một nụ cười tái nhợt không có ai cả là tự tôi bỏ vào lật lâm giải thích là mình muốn quay lại vài thứ sau đó phá hủy tương lai của dạ mị mà thôi không có ai sai khiến hắn ta cả khoản tiền giải trừ hợp đồng của anh còn người lật lâm hơi co lại có lẽ là không biết vì sao sơ tranh lại đột nhiên nhảy đến đề tài này sơ tranh ngừng lại mấy giây sau đó chậm rãi nói tiếp anh cảm thấy tôi thật sự không điều tra ra được nơi nó chân chính phát ra sao. Thần sắc lật lâm khẽ biến. Khoản tiền kia chuyển từ nước ngoài vào, chắc có lẽ cô không điều tra được gì đâu. Lật lâm nghĩ như vậy, lại chấn định lại. Lật lâm, vậy thu tổng điều tra được chưa? Nếu đã điều tra được rồi thì thu tổng có thể cho tôi xem. Được, thỏa mãn yêu cầu này của ngươi. Sơ tranh cho người cầm máy tính vào trong lòng bàn tay lật lâm đã đổ một tầng mồ hôi lạnh chẳng lẽ cô thật sự điều tra được làm sao có thể chứ sơ tranh chuyển hướng máy tính cho lật lâm xem những tài khoản mà khoản tiền kia lưu thông qua lúc này đều ở trên đó cả tiểu thư ngài điều tra lúc nào sau khi rời phòng có vệ sĩ tò mò hỏi việc này họ chưa từng làm mà hơn nữa tài khoản ở nước ngoài vốn đã không dễ điều tra tôi không điều tra vậy vừa rồi trong nước không khó điều tra lật lâm cũng chỉ biết tài khoản cuối cùng chuyển cho hắn ta những cái khác sao mà hắn ta biết được sơ tranh tùy tiện bịa một chút nhìn giống như có chuyện như vậy người cuối cùng xác định là thu tranh không phải đã lừa được hắn ta rồi sao đương nhiên nếu như khoản tiền kia không phải thu tranh cho vậy thì cách làm này không thành lập được lỡ như thu tranh sai người khác đi làm thì sao một khoản tiền lớn như vậy tài khoản trước nhất chảy ra chắc chắn là tài khoản của chính Thu Tranh. Cho dù không phải cũng không sao, Lật Lâm biết sao, trừ phi Thu Tranh nói kỹ càng quá trình cho hắn ta biết, nếu không thì hắn ta cũng không thể nào biết được rốt cuộc khoản tiền kia trải ra từ đâu. Vệ sĩ, vì sao ngài có thể mặt không đổi sắc lừa người như vậy, sơ tranh cảm thấy chuyện này không gọi là lừa, ấy gọi là chiến lược. Nếu lật lâm không làm những việc này, cô có thể lừa nổi không? Không thể, chị họ thật có tiền. Sơ Tranh sờ cằm, phải tìm cho cô ta một chút hoạt động rủi ro mới được. Vệ sĩ, chút tiền này có là gì với ngài đâu? Một ngày tùy tiện là có thể giải đủ rồi. Thứ kia đúng là do Thu Tranh sai khiến, nhưng cụ thể là làm gì thì Lật Lâm cũng không biết. Chỉ bảo hắn ta nghĩ cách để Dạ Mị cầm đồ về. Mà Lật Lâm rất hiểu Dạ Mị, chuyện này không khó làm. Trong thời gian ngắn Sơ Tranh cũng không nghĩ thấu mục đích Thu Tranh làm vậy là gì muốn quay được thứ mang tính thương nghiệp thì dù thế nào cũng phải đưa tới văn phòng của cô chứ đặt trong biệt thự thì có thể quay được gì cũng không thể lấy cuộc sống tốt đẹp của cô và dạ mị đi viết văn mà mục đích của thu tranh chắc chắn không phải như vậy xem ra cần phải đi trò chuyện với chị họ tiểu tỷ tỷ chúng ta không thể giải quyết văn minh một chút sao lúc này vương giả đã rất bình tĩnh cảnh giới cao nhất của sức mạnh là gì vương giả hơi chần chờ nhanh Vậy không phải đúng rồi sao, như thế này có thể giải quyết mọi chuyện nhanh hơn, tiết kiệm phiền phức, có gì không tốt, mặc dù cảm thấy cô đang nói hưu nói vượn, nhưng không biết làm sao để phản bác. Ta sẽ rất văn minh trò chuyện với chị họ của ta, mi yên tâm, ha ha, chính cô có tin không? Sơ tranh sợ phát sinh thêm sự cố, lại gây ra những phiền phức khác. Cho nên lập tức dẫn người đi tìm thu tranh. Họp, họp có quan trọng bằng cạo tìm chị họ nói chuyện phiếm không? Sơ tranh dẫn theo một đám vệ sĩ, gióng trống khua chiêng tìm tới cửa, thu tranh bị khí thế đó làm cho giật mình. Em họ sơ tranh, em muốn. Làm gì đây? Thu tranh rất nhanh khôi phục chấn định. Sơ tranh lãnh đạm nói, trò chuyện. Thu tranh nhìn ra phía sau, trò chuyện mà cần phải mang theo nhiều người như vậy sao? Tôi vui lòng, đại lão không cần phô trương sao? Thu tranh, thu tranh hít sâu một hơi, cười nói, không biết em họ tìm chị có chuyện gì muốn nói vậy chút nữa chị còn có chút việc không thể trò chuyện với em quá lâu sơ tranh trò chuyện về lật lâm trên mặt thu tranh có biến hóa rất nhỏ thoáng qua thì đã biến mất đầy vẻ không để ý hỏi tiểu minh tinh đó à em họ muốn nói chuyện gì về hắn là hắn chọc tới em ở đâu à sơ tranh nhận lấy máy tính bảng mà người phía sau đưa cho nhấn mở rồi đưa cho thu tranh thu tranh hơi nhíu mày liễu đây là gì thế vừa hỏi vừa nhận lấy video không có âm thanh nhưng thu tranh trông thấy nội dung vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái thu tranh trả máy tính bảng cho sơ tranh nụ cười vẫn như cũ em cho chị xem thứ này làm gì lúc trước đúng là chị có chút lui tới với hắn nhưng chỉ là chơi đùa mà thôi không phải em họ cảm thấy hắn có ý nghĩa đặc biệt gì với chị đó chứ sơ tranh tôi chỉ muốn cô lát nữa suy nghĩ nhanh một chút thu tranh nghe không hiểu lời này cái gì vệ sĩ nối đuôi nhau mà vào túm lấy thu tranh kéo cô ta vào bên trong sao thu tranh có thể ngờ tới sơ tranh sẽ động thủ ở ngay chỗ ở của cô ta như vậy thu tranh bị túm về phòng vệ sĩ cấp tốc lấy đồ đạc ra trói người lại trước sau cũng chỉ tầm một phút đồng hồ bọn vệ sĩ đã diễn luyện với lật lâm một lần hết sức quen thuộc với quá trình sơ tranh bắt chéo chân ngồi ở một bên uống trà mới đầu thu tranh còn có thể nhịn sau đó thì chửi ầm lên lúc này thu tranh rất hối hận vì sao nhà lại làm cách âm chứ bây giờ cô ta kêu cứu cũng không có ai phát hiện được người phụ nữ này điên rồi sao dù sao thu tranh cũng là phụ nữ còn là một thiên kim tiểu thư được nâng niu từ bé năng lực chịu đựng kém hơn lật lâm nhiều rất nhanh đã khai ra cô ta muốn lợi dụng dạ mị nói hắn tiết lộ cơ mật làm tổn hại lợi ích tập đoàn thứ kia tất nhiên không phải dùng để quay cơ mật gì đó chỉ là để nó tồn ở đó mà thôi làm cho dạ mị không thể nào phủ nhận chứng cứ trong đó quay được gì không quan trọng trọng điểm là chứng minh hắn có ý định này nói là lật lâm tặng ai mà tin chứ khi lật lâm đi tìm hắn đúng là có người trông thấy nhưng lúc ấy hắn ta không cầm theo gì cả hơn nữa quan hệ của hai người cũng không tốt đẹp gì lắm ai mà tin là lật lâm tặng đồ cho hắn chứ lật lâm chỉ cần phủ nhận lời nói từ một phía của dạ mị cũng không thể làm chứng cứ đương nhiên đây chỉ là chất dẫn lửa trọng điểm là làm lợi ích tập đoàn bị hao tổn phía sau người bên gối của sơ tranh tiết lộ cơ mật dẫn đến lợi ích tập đoàn bị hao tổn người lãnh đạo như cô phải nhận trách nhiệm chủ yếu chỉ là kế hoạch của Thu Tranh mới sắp xếp xong được một cái mở đầu, Thu Tranh tức giận đến mức thổ huyết. Cô ta không cảm thấy kế hoạch của mình có vấn đề gì. Cô ta cũng không có ý định trong thời gian ngắn mà đã kéo cô xuống, cũng đã chuẩn bị tốt để tác chiến trường kỳ. Nhưng mà vì sao người phụ nữ này có thể gióng chống khua chiêng tìm tới cửa, trực tiếp ép hỏi như vậy? Đây là kịch bản của người bình thường sao? Cô đối phó tôi thì được, nhưng cô không nên lợi dụng dạ mị sơ tranh hơi khom người, đối đầu với ánh mắt thu tranh, chị họ, tiếp theo đây, từ từ mà hưởng thụ. Thu tranh tức giận đến mức phát run, cô, muốn làm gì, sơ tranh đứng lên, liếc nhìn cô ta, cánh môi hé mở, từng chữ đều như bọc lấy băng xương. Cô cứ từ từ mà nhìn cho rõ, sơ tranh trở về lập tức bảo bạch tẫn ý sắp xếp trải nghiệm phá sản theo thực đơn xa hoa cho công ty của thu tranh. Anh em nhà họ bạch được cái làm việc với hiệu suất nhanh, cho nên dù sơ tranh không thích bạch tẫn ý luôn luôn túm lấy cô bắt họp 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 nhưng cô cũng cảm thấy dùng bạch tẫn ý rất bớt việc vui chút là lại mua nhà mua xe cho bạch tẫn ý bạch tẫn ý anh ta thật sự không thiếu chút nhà và xe này đâu có bạch tẫn ý thao tác phía sau công ty tranh dương đầu tiên là nhân viên từ chức tập thể không chỉ từ chức còn mang đi mấy hạng mục trong công ty lập tức kéo tình huống của công ty xuống đến đáy cốc sau nữa là vấn đề ở phương diện khác thu tranh tìm quan hệ nhiều mặt nhưng đều không làm nên chuyện gì lần trước còn có người đồng ý ra mặt giúp cô ta lần này thì người gặp cô ta đã không có mấy người nữa cho dù gặp mặt cũng uyển chuyển biểu thị từ chối lúc này sao thu tranh vẫn không rõ thứ sơ tranh nói muốn cho cô ta nhìn là gì nữa cho cô ta nhìn bản thân cô ta không có cách nào vãn hồi lại mọi chuyện cho cô ta nhìn tất cả những cố gắng của mình hóa thành hư vô. Sao 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 chúc mọi người Trung thu vui vẻ. Công ty của Thu Tranh suy tàn với tốc độ nhanh nhất, không cần sơ tranh cố ý bàn giao gì cả, luôn có người tình nguyện chia cắt sản nghiệp của cô ta. Không biết là Thu Tranh mệt nhọc quá độ hay là uất hận chồng chất, vậy mà lại nhập viện rồi. Mà Lật Lâm không có Thu Tranh ủng hộ, tài nguyên vừa lấy được đã dồn dập mất hết. Không chỉ như thế, Lật lâm còn bị tuôn ra một chút tai tiếng, chơi với minh tinh trong vòng thì cũng thôi đi, còn có quan hệ không rõ ràng với fan hâm mộ. Thậm chí dẫn đến chuyện bắt người khác phá thai. Danh tiếng của lật lâm bây giờ thối nát khắp toàn giới, trên người còn gánh vác khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng cách xù, muốn xoay người lần nữa thì chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. So với lật lâm gặp rủi ro, dạ mị lại lên như diều gặp gió. Phim mới còn chưa chiếu thì dường như đã có báo hiệu sẽ hot. Dạ Mị quay xong bộ phim này, mang theo chó về. Sơ Tranh rất ghét bỏ, anh đem nó về làm gì? Dạ Mị ôm chó, cùng chó làm một động tác thống nhất nhìn Sơ Tranh, anh muốn nuôi nó. Con chó này chính là con chó khi trước. Mấy tháng trôi qua, đã lớn lên rất nhiều. Nó cũng chỉ quay ở giai đoạn trước, phía sau đều là các con chó đã từng được huấn luyện tới quay nhưng hắn nuôi lâu như vậy lại ở chung trong đoàn làm phim lâu đến thế hắn có chút không nữa cho nên khi đóng máy hắn đã xin đoàn làm phim cho mang bé cuốn này về sơ tranh trầm mặc dạ mị hơi thấp thỏm không không được sao sơ tranh nhìn bé cuốn vài giây rất lạnh nhạt anh tự chăm sóc nó đi dạ mị tươi cười được ngày hôm đó dạ mị đi mua không ít thứ về sắp xếp cẩn thận cho con trai chó nhà mình Dì Kim cũng rất thích thú cưng, tươi cười giúp dạ mị thu thập. Thế là bé cún đã xem như có một chỗ cắm rùi trong nhà. Dạ mị sắp xếp cẩn thận cho nó xong, ôm bé cún chụp một tấm hình, chuẩn bị đang quay bua kinh doanh. Kim Lân khai bảo hắn một tuần ít nhất phải kinh doanh hai lần, hai. Trước kia cũng không phát hiện làm minh tinh mệt mỏi như vậy. Dạ mị soạn bài xong, xác định không có vấn đề gì, ấn đăng bài, dạ mị về thu hoạch được thành viên mới của gia đình nhân một, cướp được tem đầu, he he he, bé cún này là con khi trước đấy sao? Hôm nay ca ca cũng thật đẹp, làn da thật trắng nha. Hâm mộ, cho nên ca ca quay phim xong rồi thu dưỡng luôn cẩu cẩu à. Thật hâm mộ chú chó trong lòng ca ca, vậy mà lại được ca ca ôm, hu hu hu, mọi người còn không bằng một con chó, có tên không à? Tên của bé cún vẫn dùng cái tên gọi lúc quay phim là Mễ Mạch dù sao nó cũng nghe quen rồi sau khi trong nhà có mễ mạch hình như đã náo nhiệt hơn không ít mà dạ mị cũng phát hiện sơ tranh luôn luôn túm lấy nó sờ lông có đôi khi dạ mị cũng thấy rất buồn cười rõ ràng là thích mà nhưng dạ mị không dám nói giả bộ như mình không biết gì cả đảo mắt đã đến lúc phim mới của dạ mị phát sóng sau khi bộ phim hắn làm nam chính phát sóng dạ mị lập tức nhảy lên trở thành đỉnh lưu đại ngôn kịch bản nường nượp mà tới giống như nổi tiếng khắp cả nước trong vòng một đêm vậy bây giờ có thể lựa chọn sâu giải trí trước kim lân khai đề nghị dạ mị dạ mị em nghe anh kim hết kim lân khai cũng thích điểm này của dạ mị hắn không ỉ vào thân phận của mình mà vênh mặt hất hàm sai khiến người khác hơn nữa năng lực làm việc của dạ mị rất mạnh thiên phú cũng rất tốt qua mỗi bộ phim đều sẽ nhìn thấy sự tiến bộ của hắn Người như vậy, không hot thì thật sự không hiểu nổi. Kim Lân khai chọn cho Dạ Mị một show truyền hình thực tế khá là hot bây giờ. Nhưng vấn đề đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế đã làm khó Dạ Mị. Họ muốn bắt đầu quay từ nhà của hắn. Bây giờ rất nhiều show giải trí đều là như vậy, cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là Dạ Mị đang ở chỗ sơ tranh, công ty cũng không sắp xếp chỗ ở cho hắn. Phòng ở trước kia của hắn đã trả từ lâu rồi bây giờ hắn đi đâu kiếm ra căn nhà đây dạ mị đang nghĩ xem có nên thuê một căn nhà tạm thời không kết quả buổi tối lúc ăn cơm với sơ tranh thì nghe cô hỏi nghe kim lân khai nói sâu giải trí kia của anh muốn quay chỗ ở dạ mị hơi kinh ngạc sao kim lân khai lại nói việc này với cô ừ đúng thế anh đang muốn ra ngoài thuê một nơi ở tạm thời nghĩa trong tay sơ tranh đột nhiên cắm trên miếng bò bít tết chỗ này không được à dạ mị đây không phải là vấn đề có được hay không mà đây là nhà em cũng là nhà anh dạ mị sững sờ một hồi lâu sau cũng không nói nên lời cuối cùng nơi quay vẫn là ở trong biệt thự đoàn làm phim từng thấy không ít khu nhà cao cấp biệt thự này kỳ thật không phải quá lớn phong cách cũng không phải rất xa hoa nhưng thắng ở khu đất này nơi này người tùy tiện có thể ở được sao khi họ nhận được địa chỉ cũng cảm thấy không thể tin được trong giới đều nói phía sau dạ mị có kim chủ một tay che trời. Quả là thế nha, đoàn làm phim tới sớm, dù sao cũng muốn quay cảnh khi nghệ sĩ thức dậy mà. Cho nên dì Kim mở cửa cho họ, biết đám người này tới, dì Kim chỉ đường cho họ, phòng của dạ tiên sinh ở tầng 2, phòng thứ hai bên trái. Một đám người khiêng máy móc lên lầu. Vừa lên đi thì trước ống kính xuất hiện một bóng người. Cô gái mặc đồ ngủ phong phanh tóc dài hơi xoăn xõa sau lưng giống như vừa ngủ dậy hững hờ đi tới trong ống kính dung mạo còn đẹp hơn cả những minh tinh trong giới sơ tranh đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy sắc mặt cứng lại cực kỳ bình tĩnh căn dặn bọn họ nhớ xóa đi đám người chấm chấm đậu u sơ tranh không chờ họ phản ứng lại nói một tiếng mọi người chờ một chút cô quay người trở về phòng một lát sau ôm đồ ra ném vào gian phòng đối diện, đóng sầm cửa lại, giơ tay ra hiệu họ được rồi đấy. Đám người, dạ mị quay xong đoạn phía trước, sau đó thì máy móc bị tắt đi. Những người còn lại đều chờ ở phòng khách, ăn đồ ăn sáng gì kim chuẩn bị, chờ dạ mị xuất phát. Chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, đám người vô thức nhìn sang. Chỉ thấy cô gái họ vừa gặp sách theo một cái vali xuống, dạ mị đi theo phía sau, đang mặc áo khoác. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Dạ Mị ngồi xổm người xuống, sờ đầu mễ mạch, "Mễ mạch, phải ngoan nha." "Gâu gâu, biết rồi, lát nữa sẽ mang đồ ăn ngon về cho cưng." Dạ Mị xoa xoa đầu mễ mạch. Dạ Mị nhận lấy vali trong tay Sơ Tranh, "Anh đi đây." "Ừ." Dạ Mị chủ động hôn lên má Sơ Tranh một cái, rồi nói với những người khác, "Có thể xuất phát rồi." Đợi đến khi lên xe, chỉ cần quay một đoạn là được rồi sau đó thì máy móc đều tắt đi. Dạ tiên sinh, vị tiểu thư vừa rồi là gì của ngài vậy? Có thể là biết tính tình dạ mị tốt, có người nhịn không được bát quái. Chẳng lẽ là kim chủ của hắn thật, nhưng vậy thì tốt quá rồi đó. Có kim chủ tự tay sách vali hành lý dùm sao? Dạ mị cười không nói, giơ tay làm một động tác im lặng. Trong lòng mọi người đều hiểu, sẽ không truy hỏi căn nguyên. Lúc đến nơi, Dạ Mị lấy vali hành lý xuống, sau khi quay xong đoạn phía sau, nhân viên công tác muốn giúp hắn xách một đoạn, kết quả vừa cầm vào tay thì phát hiện vali rất nặng. Lúc ấy họ thấy cô gái kia xách xuống, giống như xách một vali rỗng vậy, sao họ cầm lên lại nặng thế này? Phương án lần trước đưa ra không được. Sao mà không được? Không được là không được, các anh làm thành thế kia sao mà thực hiện được? Các anh dựa vào cái gì mà cảm thấy không được? Tôi cảm thấy phương án của chúng tôi không có vấn đề gì cả, phương án thì phải phù hợp với thực tế chứ. Phương án ấy của các anh là chuyện nghìn lẻ một đêm. Tôi không đồng ý với phương án đó, nhất định phải làm lại, trong văn phòng, trên bàn dài trong phòng họp, vẫn diễn ra màn chiến tranh đầy khói lửa không thể nhìn thấy như thường ngày. Sơ tranh ngồi ở phía trên, đau đầu nghe họ cãi nhau. Sao bạch tận ý vẫn chưa về nữa, ong ong ong, sơ tranh nhìn tên người gọi một chút, cong tay gõ gõ lên bàn, ra hiệu họ tạm dừng. Hai đội nhân mã chừng nhau một cái, ngừng chiến. Sơ tranh nhận điện thoại, giọng nói ôn hòa của dạ mị truyền từ đầu kia điện thoại tới. Chào buổi trưa. Ừ, sơ tranh nhìn thời gian một chút, đã giữa trưa rồi, đám người này cãi nhau giỏi thật, dạ mị lại hỏi hai câu dâu ria. Có chuyện gì? Sơ tranh cảm thấy dạ mị rất kỳ quái. Ừm, um, dạ mị ấp úng, giống như không tiện mở miệng có việc gì thì cứ nói đang bận lắm đấy khụ khụ dạ mị đè thấp giọng nói xuống mấy phần ừm có thể cho anh vay ít tiền được không ánh mắt sơ tranh lóe sáng thẻ người tốt đã học được bài vay tiền rồi được được rất tuyệt muốn bao nhiêu ta có tiền cho mi hết cũng không thành vấn đề một trăm ngàn ồ chỉ có tẹo như thế thẻ người tốt chơi ta à không đợi dạ mị nói tiếp sơ tranh trực tiếp cúp máy cô mở áp ngân hàng nào đó ra chuyển tiền cho dạ mị nhất định phải ban thưởng thêm hai số không mới được mà lúc này bên phía dạ mị lại có chút xấu hổ đám người không rõ ràng cho lắm nhìn hắn thế là cúp rồi cho nên đây là vay được hay là không vay được lúc này họ đang chơi trò chơi dạ mị rút được nhiệm vụ đó là gọi điện thoại cho một bạn nữ trong danh bạ để vay tiền đúng vậy có yêu cầu giới tính nếu không thì Dạ Mị đã có thể vay anh Phi hoặc là Kim Lân Khai rồi. Mà có yêu cầu về giới tính, bạn nữ trong danh bạ của Dạ Mị đều là người có quan hệ hợp tác khi quay phim. Kiểu mà sau khi quay xong sẽ hoàn toàn không liên lạc gì với nhau nữa ấy. Cho nên hắn gần như không biết có bạn nữ nào có thể cho hắn vay tiền được. Tiết mục phát sóng, lúc khán giả xem đến đây cũng ngơ cả ra. Ha 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 ha, này là bị từ chối sao? Mặc dù thế này rất không tử tế, nhưng thật sự rất muốn cười cây cây cây. Ca quá thảm rồi, nhiệm vụ thất bại, ca phải bị trừng phạt nha. Không biết vì sao tôi lại có chút kích động. Khâu trừng phạt của sâu này, nói là trừng phạt, còn không bằng nói là cho khán giả xem phúc lợi. Cho nên dù nhiệm vụ thất bại, mỏi. Người cũng rất hưng phấn, chỉ có tôi muốn biết vừa rồi ca gọi điện thoại cho ai sao. Đóng ngoặc vuông mở ngoặc vuông. Ca, ca đẹp như vậy, vậy mà lại bị từ chối, chuyện này cũng thật không có thiên lý mà. Ngay khi mọi người spam đến vui sướng, âm thanh bối cảnh đột nhiên có tiếng tin nhắn đến. Tiếp đó trên màn hình là cảnh zoom cận điện thoại của dạ mị. Trên màn hình điện thoại, trong tin nhắn rõ ràng là tin nhắn chuyển khoản. Đây là tổ tiết mục tự ngụy trang để bớt xấu hổ đúng không? Mọi người đếm xem có mấy số không? Sao tôi lại cảm thấy như mình chưa học đếm ấy nhỉ? tôi cố ý ấn tạm dừng để đếm bảy số bảy số không vậy là 10 triệu á thật hay giả không phải tổ tiết mục giờ trò chứ có lẽ là tổ tiết mục đoán được khán giả sẽ như vậy nghĩ hậu kỳ đã thêm chữ cái chứng minh sự trong sạch của họ đây là bạn bè thần tiên gì vậy tôi cũng muốn có bạn như vậy dành dành cái bắn cho tôi chục triệu xài chơi tưởng là bị từ chối không ngờ bạn bè thần tiên tôi cũng muốn có cộng một bạn bè thần tiên tôi cũng muốn có cộng 2, bạn bè thần tiên tôi cũng muốn có cộng 3. Lúc ấy dạ mị cũng không nghĩ tới sơ tranh sẽ chuyển cho mình 10 triệu. Hắn nghi ngờ là sơ tranh run tay ấn nhiều hơn hai số không, cho nên sau khi quay xong đã gọi điện thoại tới hỏi cô. Nhưng mà cô nói, cho hắn tiền tiêu vặt. Mặc dù bây giờ chúng ta đang yêu nhau, nhưng hiệp ước vẫn hữu hiệu như cũ, cô nói như vậy đấy. Khiến cho dạ mị muốn trả về cũng không trả được. Thăng bạn bè thần tiên tôi cũng muốn có thăng bị mọi người đẩy lên hot search. Trong bình luận là một đống hâm mộ. Nhưng rất nhanh lại có một số lời lẽ khác. Tôi thấy không phải bạn đâu, có người bạn nào mà lại hào phóng như vậy, chỉ sợ đây là kim chủ của anh ta thì có. Có kim chủ kiểu này, tôi cũng tình nguyện. Tôi cũng tình nguyện, cho nên có kim chủ nào coi trọng tôi không? Từ khi Dạ Mị xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tài nguyên của hắn rõ như ban ngày có vai diễn nào mà không phải được tuyển chọn tỉ mỉ ra có loại tài nguyên cỡ ấy nói sau lưng hắn không có kim chủ tôi không tin hồi trước không phải diệu quang nói muốn nâng đỡ anh ấy à những tài nguyên này đều là diệu quang cho mà quả thật anh ấy có vốn liếng này mà lời này mà thím cũng tin tôi có tin tức ngầm nói kim chủ của dạ mị có địa vị rất khủng mọi người đều không dám đắc tội vấn đề liên quan tới kim chủ này Thật ra chỉ cần mọi người không moi được bằng chứng thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Người biết cũng sẽ không nói lung tung. Bọn họ còn chưa muốn vứt bỏ bát cơm của mình đâu. Cho nên chuyện này, mọi người trừ suy đoán, thảo luận ra thì cũng không có bất cứ kết quả gì. Dạ Mị ở trong giới 3 năm, đã là đỉnh lưu chân chính mà mọi người đều biết. Về chuyện liên quan tới việc rốt cuộc sau lưng hắn có người hay không, vẫn luôn lưu truyền trên mạng nhưng trong tầng cao của giới kinh doanh, chuyện này cũng không phải bí mật gì. Sơ tranh dẫn hắn tham dự không ít trường hợp. Dạ mị cảm thấy có lẽ chuyện này sắp không che giấu được nữa, đang xem gì thế, cơ thể mềm mại thơm ngát của cô gái từ phía sau dính sát tới, dạ mị nghiêng đầu, môi vừa vặn đụng vào người phía sau. Dạ mị chủ động trao cho cô một nụ hôn, sau đó mới trả lời, xem người trên mạng đào thân phận của em. Anh sợ, dạ mị lắc đầu, không, Kim Lân Khai và anh Phi đều nhất trí cho rằng chuyện này không tốt cho hắn, tăng thêm sơ tranh luôn trực tiếp cho người xử lý chuyện này, dường như không muốn để người ta biết. Anh nghĩ thử xem, nếu như bị người ta biết, sự nghiệp của anh sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Dạ Mị cười ra tiếng, không phải tiểu sơ bao nuôi anh cả đời sao? Anh không có sự nghiệp thì còn có em mà. Có lẽ là lâu quá rồi, nên Dạ Mị cũng không kiêng kỵ chuyện này như vậy nữa dù sao kết quả đều là như vậy, hắn kiên kỵ thì có ích gì, sao không thẳng thắn thừa nhận cơ chứ? Sơ tranh hơi trầm mặc, anh thích đóng phim không? Dạ mị cười, thích. Anh thích là tốt rồi. Anh cũng thích tiểu sơ. Ừ, dạ mị bị sơ tranh đè ngã xuống giường, tia sáng trước mắt trở nên mê ly, màn hình điện thoại dần dần tối xuống. Dạ mị giơ tay ngăn chặn ánh đèn hơi chói mắt, cũng ngăn chặn cảm xúc trong mắt hắn chưa bao giờ nghĩ tới rằng có một ngày mình sẽ đi được xa như vậy là cô giúp mình thắp sáng những thành tựu nhìn như xa không thể chạm tới ấy là cô cho mình một cuộc đời như mộng cuộc đời như mộng ảo này hắn hy vọng vĩnh viễn sẽ không phải tỉnh lại tiểu sơ anh phải vào đoàn làm phim sớm anh có thể đưa mễ mạch đến chỗ em không khi sơ tranh nhận được điện thoại của dạ mị thì cô đang thảo luận với bạch tận ý vấn đề đầu tư lỗ vốn hay là kiếm tiền dì kim đâu mấy ngày trước dì kim xin nghỉ rồi dạ mị ấm giọng nhắc nhở con trai của dì ấy kết hôn em cho dì ấy nghỉ một tháng mà lúc đầu dạ mị cũng có thời gian nhưng ai ngờ đoàn làm phim lại đột nhiên muốn hắn tiến tổ sớm kế hoạch không chơi lại biến hóa bất ngờ dì kim không có nhà không thể để mễ mạch ở nhà một mình được sơ tranh trầm mặc vài giây đưa tới đi dạ mị mang theo đồ của mễ mạch đưa nó đến công ty sơ tranh dạ mị đi từ ga ra tầng hầm ra vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc đã một thời gian rồi hắn không tới công ty phát hiện chỗ trưng bày dường như lại nhiều đồ thêm rồi lúc ban đầu là lác đác lưa thưa bây giờ đã sắp bày đầy cả rồi nghĩ đến trong nhà dạ mị lại rất bình tĩnh dạ tiên sinh chào dạ tiên sinh dạ mị đi vào người của phòng làm việc dồn dập chào hỏi Nhìn thấy dạ mị ở đây không phải chuyện gì hiếm lạ, có thể là gặp nhiều rồi, nên mọi người cũng rất là bình tĩnh. Mễ Mạch tránh khỏi dạ mị, nhanh như chớp chạy về phía văn phòng của Sơ Tranh. Đúng lúc có người đi từ bên trong ra, Mễ Mạch thuận thế xông vào, làm người đi ra giật mình. Dạ mị mì đi theo vào, chân trước của Mễ Mạch đã đắp lên trên đùi Sơ Tranh, hưng phấn vẫy đuôi. Gâu gâu gâu, Sơ Tranh giơ tay sờ sờ đầu con trai chó nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đi vào anh tự tới à ừ dạ mị lắc lắc cái chìa khóa trong tay lái xe đến cho em đây lát nữa anh phi đến đón anh anh không dùng à sau khi tiến tổ anh làm gì có thời gian lái xe đâu dạ mị bất đắc dĩ cười cười sơ tranh mặt nghiêm túc thời gian lái xe vẫn phải có giúp ích cho thể xác và tinh thần mạnh khỏe lái xe liên quan gì đến thể xác và tinh thần mạnh khỏe trong đầu Dạ Mị hiện lên câu hỏi này, một giây sau vành tai khẽ phiếm hồng. Điện thoại của Dạ Mị reo lên, hắn nhìn một chút, "Anh Phi đến rồi, anh xuống đây." Sơ Tranh gõ gõ mặt bàn, Dạ Mị dừng bước chân, "Sao thế?" Sơ Tranh ra hiệu hắn qua. Dạ Mị cúp điện thoại của Anh Phi, vòng qua bàn làm việc. Anh Phi chờ trong xe hồi lâu cũng không thấy Dạ Mị xuống, anh ta chuẩn bị xuống xe hít thở không khí dạ mị đột nhiên mở cửa xe đi lên ai chờ cậu cả nửa ngày anh phi vừa nổ máy xe vừa nói liên miên lải nhải nói hồi lâu dạ mị hàm hồ đáp hai tiếng anh phi quay đầu liếc hắn một cái này ở trong xe cậu còn đeo khẩu trang làm gì không thấy ngột ngạt hả dạ mị anh phi thấy dạ mị vẫn không chịu tháo đại khái là nghĩ đến trọng điểm không nói gì nữa chỉ là vẻ mặt hơi cổ quái dạ mị đối đầu với ánh mắt anh Phi, khe khẽ thở dài. Dạ mị tiến tổ quay phim, ngày nào cũng bận tối mặt, hôm nay là ngày mấy cũng không biết. Hôm nay dạ mị vừa quay xong một cảnh, xuống thì bị anh Phi kéo đi sang bên cạnh, xảy ra chuyện rồi. Dạ mị, anh Phi bảo hắn tự xem hot search. Không phải hắn lên hot search, mà là sơ tranh và mễ mạch lên hot search. Chỗ đó chắc là ở gần công ty, một người một chó bối cảnh là một cửa hàng trà sữa. Hình như sơ tranh đang ngắm nhìn xung quanh, không biết làm gì ở đây. Trước kia hắn từng đăng không ít ảnh chụp của mễ mạch, đám fan hâm mộ lập tức nhận ra ngay. Mễ mạch không quan trọng, quan trọng là người dắt nó kìa. Lúc này fan hâm mộ đều nổ tung rồi, đây là ai vậy? Sao cô ấy lại dắt mễ mạch? Trợ lý mới sao? Sao có thể, trợ lý của Kaka là anh Phi cơ mà? anh phi có cảm giác bị mạo phạm anh ta mới không phải là trợ lý đâu kim lân khai mới là trợ lý không phải là trộm mễ mạch của ca ca chứ không giống lắm đâu trong đó có một tấm cô ấy buông dây ra rồi mà mễ mạch cũng đứng bên cạnh cô ấy không chạy có vẻ như quen biết cô ấy đấy cho nên rốt cuộc người này là ai dạ mị lốt lại một lần ảnh chụp và cả chủ blog kia biến mất luôn dạ mị lại thoát ra ngoài xem hot search biến mất trong siêu thoại cũng không tìm được bất cứ nội dung gì liên quan đến chuyện này. Chuyện này vẫn chưa hoàn toàn lên men, rất nhanh đã bị đẻ xuống, fan hâm mộ đến sau cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đám fan hâm mộ từng chân thật gặp được. Bọn họ trải qua chuyện gì thế, đã không sao nữa rồi, dạ mị trả điện thoại cho anh Phi, chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Anh Phi, khoan đã, cứ xử lý như vậy sao? Vậy không phải là càng che càng lộ sao? anh phi cảm thấy không ổn dạ mị chậm rãi cười vậy anh đi nói với thu tổng đi anh ta không dám nhưng phương pháp này cũng thô bạo quá rồi đó thân phận của sơ tranh lại không khó tìm cô có mặt trong các hoạt động thương nghiệp thương nghiệp đưa tin và trên chuyên mục nào đó đều có hình của cô một fan hâm mộ có lẽ không đào ra được gì nhưng mà có một đám fan hâm mộ bọn họ có thể đào ra cả phần mộ tổ tiên nhà bạn ở đâu giống y như anh Phi nghĩ, chuyện này không kết thúc như vậy. Hứng thú của đám fan hâm mộ bị khơi lên, làm sao có thể cho qua như vậy? Rất nhanh đã có fan hâm mộ đào ra sơ tranh là tổng giám đốc của tập đoàn CAG, con chó cô dắt chắc chắn là mễ mạch. Không chỉ như thế, nhóm Sherlock Holmes còn đào ra trên bức ảnh trước kia dạ mị từng đăng, trên cổ tay hắn có đeo vòng tay, rõ ràng giống với chiếc vòng sơ tranh đeo trên tay. Dân mạng quảng cáo rất nhanh đến phổ cập kiến thức, đây là vật kỷ niệm của khu du lịch XX mà. Lúc trước đi chơi đến, đó tôi từng thấy rồi, rất đẹp, tôi cũng biết cái này, đây là vòng tình nhân à. Lục tìm lại ảnh khi trước, tôi phát hiện trong một tấm hình hai năm trước, nó đã có ở đó rồi, cho nên rốt cuộc quan hệ của hai người này là thế nào? Đây chính là kim chủ của hắn. Nói mới nhớ mấy năm trước giải trí diệu quang thuộc danh nghĩa của CAG mà nếu thuộc danh nghĩa của CAG, vậy sếp lớn của CAG muốn nâng người, Diệu Quang không ngoan ngoãn nâng được à? Theo như người trong vòng nói, thì chuyện của dạ mị và vị thu tổng của CAG đó cũng không phải là bí mật gì, chuyện dạ mị được bao nuôi là chắc chắn rồi đúng không? Dựa vào phụ nữ mới đi đến ngày hôm nay, chập chập chập, tôi không tin, chắc chắn Kaka sẽ không bị bao nuôi, trong bình luận gì cũng nói, đám fan hâm mộ và một số anti-fan đã chửi nhau y xèo nhóm Sherlock Home vẫn đang đào tiếp. Tỉ như những người mang chứng nhận kỳ kỳ quái quái lúc trước xe bài của Dạ Mị, lúc này điều tra công ty một chút, đa phần nếu không thuộc danh nghĩa của CAG thì sẽ có quan hệ hợp tác với CAG. Còn có chủ block, Thu, kia nữa, đám người càng đào càng cảm thấy kinh khủng. Chuyện này bên phía CAG vẫn không trả lời, đoàn đội của Dạ Mị cũng không trả lời. Trên mạng nguyên náo nhốn nháo, chính chủ ngược lại không có tin tức gì thế này không giống như bọn họ biết lắm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đoàn đội phía sau dạ mị kiểu gì cũng sẽ lập tức giải quyết. lần này sao lâu vậy rồi mà vẫn không có tin tức, chính chủ không có tin tức, mọi người lại cảm thấy chắc chắn chuyện này có đảo ngược, nói không chừng chỉ là trùng hợp thì sao, nói không chừng chỉ là xếp lớn của CAG vừa vặn gặp phải mễ mạch đi lạc thì sao? đương nhiên loại suy nghĩ này cũng chỉ là đám phen hâm mộ lừa mình dối người người họ hâm mộ lại bị người ta bao nuôi chuyện này càng làm người ta khó tiếp nhận hơn cả chuyện yêu đương nhiều chuyện này nhốn nháo náo loạn hai ngày người trong cuộc không đáp lại gì cả ngay khi mọi người cho là chuyện này không có đáp lại gì thì đột nhiên có người vạch trần phú quý không quên đi vừa phát hiện chuyện này là thật sao ảnh 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 tiêu đề cực lớn trên hình ảnh làm cho người ta muốn không nhìn cũng khó Thăng tổng giám đốc trẻ tuổi của CAG tổ chức lễ đính hôn, hiện trường danh nhân thương giới tụ tập thăng mà phía dưới tiêu đề phối hợp với ảnh chụp, là đối tượng mà bọn họ thảo luận náo nhiệt gần đây. Là tôi nhìn lầm, hay là hôm nay chưa tỉnh ngủ, đính, đính hôn. Bây giờ tôi nên bắt đầu mắng từ đâu đây? Tôi đã nghĩ đến các loại phương thức quan hệ xã hội, nhưng không nghĩ tới sẽ trực tiếp đính hôn. Mọi người đã gắn sẵn cái kiểu tư duy như bao nuôi, kim chủ rồi. Cho nên họ đang yêu nhau sao? Hoàn toàn không phải là bao nuôi gì đó. Kaka đính hôn, tôi không tin. Ảnh này photoshop đúng không? Sao Kaka có thể đính hôn chứ? Bạch Phú Mỹ đó trời ơi, một bước lên trời, cơ hội như vậy sao mình không có được vậy? Trong bình luận gì cũng nói được. Đám fan hâm mộ tất nhiên là không tin. Dù sao bên phía Dạ Mỹ vẫn chưa chính thức lên tiếng. Bọn họ còn có thể lừa mình dối người cảm thấy hình ảnh này là giả. Nhưng mà rất nhanh các trang web lớn cũng bắt đầu đăng lại, hơn nữa có hình ảnh mới từ hiện trường không ngừng đăng tải. Thậm chí có người còn đăng video quay trực tiếp ở hiện trường. Sự thật đều chứng minh, chuyện này là thật, đám fan hâm mộ sao mà tiếp nhận được. Weibo gần như sắp bị bọn họ làm cho tê liệt, chỉ có tôi chú ý đến chuyện lễ đính hôn này còn xa hoa hơn cả kết hôn sao? thuần quần chúng ăn dưa tôi cảm thấy buổi lễ đính hôn này không giống như xử lý tức thời mà có được sân bãi bối cảnh muốn làm được đều rất hao tổn thời gian hơn nữa có rất nhiều thứ cũng do đặt làm mới có nhìn ra được vô cùng dụng tâm những thứ này nếu không có thời gian mà chuẩn bị sao có thể làm xong được trong một vài ngày chứ chuyện mới phát sinh có hai ngày nhanh như vậy đã làm ra lễ đính hôn long trọng như thế quần chúng ăn dưa không tin nhìn từ hình ảnh hiện trường thì có rất nhiều thứ liên quan đến dạ mị trong video còn có cảnh lúc dạ mị đi trên thảm đỏ dùng hình chiếu chiếu ra vô số hình ảnh của hắn trên không của thảm đỏ trong cuộc sống khi quay phim trong bộ phim lúc tham gia hoạt động thậm chí là lúc ngủ ảnh chụp bay là tả rơi xuống giống như ký ức hiện lên trong thời không quần chúng ăn dưa đột nhiên rất ngưỡng mộ cho nên đây là tình yêu thần tiên gì Nhan sắc của hai người đều siêu cao, tôi đột nhiên muốn làm fan quá, hôn lễ trong mơ cũng không hơn được cảnh này. Đoạn thảm đỏ đó thật làm người ta hâm mộ quá đi, đột nhiên tôi lại tin tưởng tình yêu rồi. Quần chúng ăn dưa bị chi tiết đả động, không ít người qua đường truyền thành fan, hơn nữa cơ bản đều là fan CP. Fan hâm mộ của Dạ Mỹ thì không chịu làm kiểu fan này. Bọn họ hâm mộ hắn, ủng hộ hắn, là để hắn yêu đương sao? loại cảm giác này giống như bị phản bội vậy, dồn dập tuyên bố thoát phen, giống như làm thế là có thể thay đổi hiện thực này vậy. Đương nhiên cũng có một số fan hâm mộ cảm thấy hai người rất xứng đôi. Còn một bộ phận khá lý trí, biểu thị bất kể thế nào cũng tôn trọng quyết định của dạ mị. Dạ mị V, Sơn Hà Thịnh Yến, nhân gian muôn màu, không thể may mắn tương phùng, nhưng tôi may mắn tình cờ được gặp em, người đứng trên cả Sơn Hà nhân gian A cộng TSU. Sao ca ca có thể vứt bỏ chúng em? Hu hu hu, đau lòng quá. Mấy ngày trước vừa cười nhà đối diện, hôm nay đã đến phiên chúng ta, quả nhiên làm người không thể quá bỏ đá xuống giếng, hôm nay cũng là một ngày thất tình. Hàng phía trước đều bị fan hâm mộ khóc ngập bờ đê, chiếm lĩnh, đằng sau mới là bình luận giống như đã nghiêm túc đọc nội dung dạ mị đăng. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì câu phía trước hình như là lời thoại của thiếu tế ti, Tuyết vực, đúng không? Má ơi, không biết vì sao đột nhiên rơi nước mắt cảm thấy như thiếu tế ti tì đã tìm được cảm giác thuộc về ở nhân gian rồi lầu trên cộng một cảnh tượng nhìn thấy thiếu tế ti ba năm trước giờ như vẫn còn rõ mồn một trước mắt lúc trước tôi còn khóc rất lâu vì cái chết của người sơn hà nhân gian đâu chẳng thấy sinh tử trăm năm trốn hồng trần sao sao nguyên gốc câu này san he zhen chen Wei xiang pheng bài dài hong chen chao yêu mầu sơn hà nhân gian vị tương phùng Bách tái hồng trần chiêu cùng một cữ vị quay nghĩa là không, chưa, ý ở đây là không thể hay chưa thể gặp được sông núi, cảnh sắc nhân gian, giống như vị thiếu tế ti năm ấy, hướng đến nhân gian muôn màu rực rỡ, nhưng đáng tiếc lại chưa được gặp. Chiêu và mộ ở đây, chiêu là sáng sớm, mộ là hoàng hôn, sáng sớm và hoàng hôn, khoảnh khắc bắt đầu và kết thúc một ngày, cũng giống như đời người vậy đó, bắt đầu và kết thúc, sinh và tử liên hệ chặt chẽ đến nhau. Dịch thơ không phải là nghề của tôi, có được câu này phải nhờ đến sự giúp đỡ của bận thân ó. Câu nói này không biết đâm đến điểm nào của mọi người, phía dưới đột nhiên bắt đầu chơi domino. Sơn Hà nhân gian đâu chẳng thấy, ngày ngày nhớ chàng mà không gặp được. Sơn Hà nhân gian đâu chẳng thấy, buồn nghe tiếng nước Trường Giang. Sơn Hà nhân gian đâu chẳng thấy, hôm nay cưng có thất tình không? Sơn Hà nhân gian đâu chẳng thấy, toán lý hóa nào tha cho ai. Chính chủ đã lên tiếng chuyện này không còn bất cứ khả năng đảo ngược gì nữa rồi Thật ra người trong cuộc cũng rất ngơ ngác khi chuyện này xảy ra Kim Lân khai đã bảo hắn không cần phải để ý đến an tâm quay phim cũng bảo anh Phi thu điện thoại của hắn đi sau đó thì chính là ngày hôm nay Kim Lân khai bảo hắn chuẩn bị đi tham gia một hoạt động rất quan trọng sau đó thì được đưa tới lễ đính hôn là một trong hai nhân vật chính thời khắc khi bước chân lên thảm đỏ mới biết được hoạt động quan trọng này là gì. Dạ mị đang quay bua xong, nặng nề thở ra một hơi. Lúc này trong phòng nghỉ chỉ có một mình dạ mị, làm căn phòng lớn như vậy lộ vẻ rất trống vắng. Cốc cốc cửa phòng nghỉ bị gõ vang. Mời vào. Bạch mãn xuyên thò một cái đầu vào, vẫn là dáng vẻ cả lơ phất phơ ấy, dạ tiên sinh. Bạch tổng, dạ mị lễ phép gọi một tiếng. Đừng sau này cậu đừng gọi tôi là Bạch Tổng nữa. Bạch Mãn Xuyên lắc đầu, từ giờ về sau cậu là xếp bà của CAG rồi, cậu gọi tôi là Bạch Tổng không phải là hại tôi sao? Dạ mị, xếp bà là kiểu xưng hô gì? Bạch Mãn Xuyên bị người ta đẩy một cái, đẩy cho cửa mở ra luôn. Lúc này dạ mị mới nhìn thấy Bạch Tẫn Ý, anh. Bạch Mãn Xuyên bị đẩy cho lảo đảo, anh ấn đầu em làm gì? Tóc cũng bị anh làm xù hết lên rồi, Bạch Tận Ý lặng lẽ đảo mắt nhìn qua, Bạch Mãn Xuyên lập tức im lặng. "Bạch tiên sinh." Bạch Tận Ý ngược lại không nói về vấn đề xưng hô giống như Bạch Mãn Xuyên, đưa cái túi trong tay tới, "Đây là quà đính hôn tôi và Mãn Xuyên chuẩn bị cho dạ tiên sinh." "Anh chuẩn bị gì chứ, rõ ràng là em." Bạch Mãn Xuyên giơ tay lên miệng, "Em không nói nữa." "Còn phải xin tiền nữa, không thể đắc tội với đại ma vương này." Làm bạch tổng và bạch tiên sinh tốn kém rồi, dạ mị không từ chối, dù sao đây cũng là quà đính hôn mà người ta tặng. Hai anh làm gì ở đây? Sơ tranh đi từ ngoài cửa vào. Bạch mãn xuyên cười hì hì, tặng quà cho vợ xếp. Sơ tranh, anh hối lộ hắn thì có ích gì? Bạch mãn xuyên có chút đắc ý, hắn vui chẳng phải cô sẽ vui à? Sao mà không có ích được? Sơ tranh, mi lại biết rồi chúc mừng tiểu thư và dạ tiên sinh, không quấy dày nữa. Bạch tận ý thì lãnh đạm hơn nhiều, túm lấy cổ áo bạch mãn xuyên kéo ra ngoài. Ôi, từ từ, anh kéo em làm gì? Anh, bạch mãn xuyên bị túm ra, nghe giọng ấy, người không biết còn tưởng rằng bạch tận ý đang ngược đãi em trai đấy. Anh em nhà họ bạch đi rồi, phòng nghỉ lập tức yên tĩnh lại. Sơ tranh vừa định nói chuyện với dạ mị, bạch tận ý lại đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào dạ tiên sinh có hứng thú tham gia một hoạt động không? Thuận tiện có một kỳ nghỉ đính hôn với tiểu thư. Dạ mị, hà, không biết bạch tận ý moi đâu ra một thứ như thư mời. Dạ tiên sinh suy nghĩ thật kỹ nhé.